Phật có nói thời đại mạt pháp, khôn thành ra ngu, ngu thành ra khôn. Đứa nào ngu ngu quá tin sư phụ là thiên tử, đứa thành khôn. Còn đứa mà khôn quá đó, nó ngồi nói thiên tử gì đó, ông nội này đâu có mặc áo lông bào đâu thiên tử. Người ta hồi xưa mấy vị năm 1129 sư phụ trước ra đời có cái bài thấm nói hoàng bào áo giả che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng. Cậu nói chuyện nó đang lạ lùng nhưng mà miễn sao có kết quả được rồi. Gần đây á, buồn buồn ca mấy bài quê hương rồi dân tộc đồ, cái số mấy thầy cực đoan nói anh tu hành mà anh ca, anh là giáo chủ ca. Hey, tôi chỉ là tuân lệnh cha, tôi đem cái đạo xuống thế gian tôi truyền tin, tôi trên trời cũng là bạn của mấy chư thiên này, tôi bay đi chơi vòng vòng mấy, tôi bắt bướm như tắm ao sen tối ngày. Trên trời là chúng ta anh em đúng không? Lúc này sư phụ có sứ mệnh để mà nói ra cái đạo thôi, là người truyền tin. Còn mình ca mình đâu có mặc áo vàng đâu mà ca. Còn hiện giờ mấy ông mới phạm giới đó, mặc áo vàng sư phụ đâu phải là người tu đâu. Sư phụ làm gì cũng phải hỏi bề trên có được hay không. Nhưng mà cái mục đích, cái kết quả đó là muốn loan truyền cái âm thanh, cái điển thanh của sư phụ có, loan rộng ra để cho người ta thức tỉnh thôi à. Cái quan trọng họ đang ngủ khò 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 vậy đó, nghe ca cũng thức vậy. Còn cái người nào mà khó ngủ á, nghe bị ma quỷ nó theo nó phá đó, nghe cái giọng ca cũng ngủ ngon vậy. Có nghĩa là ma quỷ nó nghe cái giọng ông này chịu không có nổi. Nói chung là cái người xấu á, nghe cái tiếng hồi tiếng ca hay tiếng đang nói kiểu này hay là tiếng đọc kinh á, nó đều chịu không có nổi. Khi nó chịu không nổi thì nghe ca nó cũng chịu không nổi. Có nghĩa là cái người mà ghét rồi á, kiểu nào họ cũng ghét. Con có công nhận không? À, nhưng mà ngoài kia cũng có những đứa con của ông trời cũng còn chập chững. Thì tụi mày nghe cái này ăn lần mấy tiếng tụi mày nghe không có nổi, mà nghe cũng chả hiểu mình nói gì nữa. Thì thôi mày nghe ca đi cũng tạm được, miễn sao mà chuyện âm thanh nó rồi từ từ á nó mới ngộ ra. Như một cái kiểu mà đánh thức người á, bây giờ con đánh trống đùng 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 đùng, nó cũng chẳng nghe rồi con phải thổi kèn. Nó cũng chẳng nghe nữa. Rồi giờ con giận con phải đập chén ngay cái đầu cho nó nghe luôn. Chén bể. Giờ chót thời tận thế, chúng ta phải thức tỉnh. Sư phụ nói đến ca con mới nhớ. Bây giờ vừa nhớ xong nè, coi cái clip mà sư phụ hát cái bài Kiến Thiên thứ nhất á. Trời ơi, 43.000 người nha, 43.000 người vào xem á, có một tháng rồi đó. Sau một tháng 299 người vào xem cái băng đó 43 người. Đến khi tôi coi cái băng đó tôi thấy, ủa làm sao view nhiều vậy đó, không tin à. Tôi nói không có thể nào mà tin cái number vậy được. Tôi mới đọc 100.000 bản thức điện kinh cai đúng ngưỡng, tín ngưỡng cực tỷ. Tôi mới đọc cái cổ chương hồi xưa tôi đi học á. Thì ông tôi nói không, 100.000 bản thôi là đủ rồi. Khi đó ủa gì mà những 43.000 người vô xem ta, dễ sợ vậy. Đó hát hay vậy, 43.000 người. Hôm bữa giờ hát khoảng gần 4 ngày, cộng lại cũng được gần 7 tiếng. Khoảng mấy trăm bài đủ loại nhạc hết. Để cho mấy thằng xỉnh xỉnh mà quê á, nó ngồi nó nghe cũng được. Nó nghe dở riết nó thích dở. Chứ là nghe Đàm Vĩnh Hưng riết cũng chán, đúng không? Nghe Lợi Quyên riết cũng chán đúng không? Rồi nghe thằng khỉ này hát lẻ đi, ca lẻ. Vậy mà nghe lẻ riết nó ghiền rồi sao? Ghiền rồi từ từ nó mới ngộ, con hiểu không? Thì tôi đâu có tin. Thế là mình vừa phương tiện thôi. Thật thích mà cho tôi nói bà hát hay quá, tôi nói không dám đâu, sư phụ hát với tôi hát gì đâu. Ủa không có ca hay. Tôi chạy theo thì... Thôi cố tình ca dở dở trẻ trẻ vậy đó, để cho mày thích nghe cái dở. Bây giờ con thích nghe đứa con nít mà nó trẻ trẻ nó nói chuyện, hay là đứa con nít mà nó lanh như là nít đường phố kiểu nào? Thì ca cũng vậy. Ca hay cách khác luôn hả? Sư phụ ca hay cách khác, càng nghe càng hay. Càng nghe càng thích. Có thằng em thằng Quang Lê á, trời ơi em ca cũng chết luôn á, mà có 1.000 người là em đã mừng rồi. Còn anh ca dở ẹt luôn vậy. Mấy chục nghìn người vô liền vậy. Hôm sư phụ vừa bỏ lên cái sư phụ vừa mới nói 7 tiếng á,
đúng 5 phút sư phụ bỏ ra lại thay vạch liền. Vậy mà cũng được 1.500 người vô. Thì bây giờ muốn vô đâu được. Thầy phụ cố ý bỏ vậy cho mấy đứa dừng em á, nó lấy xuống rồi nó dùng cái đó nó làm phim tài liệu. Thật sự họ không có hiểu là ai cả. Đại phụ đâu có để cái mặt trong đó, của TV thôi. Rồi nó mới dùng cảnh rồi nè, nó ghép vô phải không? Mình muốn ghép bản nào thì ghép đi, nhưng đâu biết tiếng ca, đâu biết mặt. Thì từ đó cái điển thanh nó cũng vô vậy. Trời ơi, mình bánh mông đủ. Cho nên là hôm đứa nào mà vừa vô mà download được á thì cứ như vậy. Nó 7 tiếng là ăn đủ bản á, bản gì cũng có. Hồi sáng con có nghe mà. Nhưng mà con có download không? Không. Con không download là con mất cơ hội rồi. Chứ bộ chỉ đúng 5 phút rồi lấy xuống. Nhưng mà như vậy không kịp để download. Không kịp download. Nó dài lắm sư phụ. Ok giờ 1, 2, 3 sư phụ hẹn ngày download nghe. Sư phụ mở lên đúng 5 phút sư phụ lấy chút liền. Sư phụ không muốn nằm trong cái kênh sư phụ. Rồi lúc đó ở ngoài đó ai muốn làm phim tài liệu hay là mấy cái gì á thì cứ... Sư phụ có thể share cái link đó cho những cái người nào được. Có thể share cái link đó, private link đó. Sao share private được? Thì copy cái link đó share. Cái bài đó là tôi xong ca với sư phụ á, mà cứ thấy lô vào tôi bác hát hay quá, nói hay đâu mà hay, sư phụ chê bữa đầu tiên rồi hát thì đọc như đọc sách ấy. Nói vậy mà xong lại thế này, đến khi mở đây có số người vô quá trời, 43.000 người mà bác nổi tiếng luôn đấy, nổi quá cũng được lây chút. Ổng mà muốn bỏ liền á, ổng muốn bỏ liền á, ổng lấy cái cây ổng mau vô xi măng để chịu bốn mặt. Còn ai nói gì ai đi thụ gì là sẵn có người bỏ liền, lấy bốn cái cây bốn mặt chịu xung quanh bỏ lên luôn. Trời ngoài đất có 12 người con nam, 12 nữ. Mà sao trong kinh á thì nói là thấy trong kinh Thiên Tâm thấy cái đề cái 6 người à. Mẹ phán vua Thiên Hoàng con trưởng đến Địa Hoàng và được thứ 2 Thiên Hoàng tâm đệ thứ 3 với 3 người nữa. Rồi thấy có 6 người thì còn 6 người nữa đâu. Rồi cái thứ 2 nữa trong kinh phía sau lại nói là tất cả đều ai lấy thì thuộc bọn hai trái bắp rồi. Hai cây chờ nào. Nấu ăn rụng răng sao bắp nguội. Đang luộc. Đang luộc. Thì sau nói cái sau này nói coi chấp thuận là hoàng đế. Hoàng đế gì nói quên, hoàng đế Thái Vi gì. Thái Vi hoàng bò. Nghĩa là sao ra câu cuối cùng quan trọng là mẹ sẽ mang hồng ăn cuối cùng bà đi về cha luôn, thì Hùng mới dùng cái đó đây. Hùng mới nói là kiếp này kiếp cuối trái đất này không còn búa liềm nữa thì là đâu còn sửa bất cấm đó, thì Hùng về trời luôn là có cái đó. Còn 6 người hay 12 người này nó đã có 1.000+ năm từ bên Tàu. Bên Tàu hôm nay dịch tiếng Việt thay đổi biết bao nhiêu. Trên thế gian này cả cha là một ông trời, trong một đống ông trời có cả 1.000 ông trời đó. Mỗi một ông nhỏ của một cái tầng thấp thôi đã là nhiều ông trời rồi. Thật Thích Ca mình ngày xưa cũng là một ông vua trời mà ở tầng thứ 4, có cái tên là Diệu Nhãn. Có ai trong kinh có nói đâu, sư phụ biết 100% là thiệt, đâu phải là kinh là do người viết. Hồi thời Phật Thích Ca tới sau này pháp tạng ở bên Ấn Độ họ không có lòng tin nữa, họ tiêu diệt đạo Phật. Rồi qua gặp mấy ông đại thừa thay đổi một đống, rồi cứ nói để mà tôn vinh đưa cái đạo Phật lên á thì lại dìm bên thiên xuống cha xuống. Cha là cha mẹ của Phật mà trong có kinh nào nói cái đó không, đúng không? Nhưng mà nếu mà con người mà nếu mà có chánh kiến ngồi phải tính, cha là tà là khí dương, mẹ là khí âm trong cơ thể mình,
tất cả những người mang thân người của quả hành tinh này. Có phải Phật mấy nghìn năm trước cũng mang thân người tu thành Phật thì cũng là con của cha thôi, vậy mà mấy ông thầy lại không nói. Mà ngộ có một cái là mấy Phật tử không biết mà phân tích. Chứ vừa hôm nay phân tích rồi vừa giải thích luôn. Vậy mà có một số cũng giống như là đã học cái đó rồi chỉ chấp theo cái đó. Cũng giống như giờ nói Hồ Chí Minh đang ở địa ngục chẳng ai tin. Ok rồi, vậy đúng nước rồi. Rồi gắn đi. Ok rồi, rồi lót lại luôn đi. Khoan luôn đi. Quá luôn rồi, đúng nước rồi đó. Hả? Từ từ. Hay ngày mai ấy, mình ăn tăng gia ổng luôn đi. Cũng giống như phía miền Tây, tên ông sư giải phóng khoai là Đức Quỳnh Phú Sổ, tên Đức Phật Chụp nữa Quỳnh Phú Sổ, tên Đức Bổn Sư tức là Nằng Ngũ Đại Truyền Thừa đó, rồi tên Đức Phật Thầy Giang là Đức Quỳnh Phú Sổ. Nhưng mà mỗi một vị thời đó làm một đạo, có đạo Bửu Sơn Kỳ Hương Hương đúng không, khác hơn đạo Hòa Hảo đúng không, nhưng mà cũng là một mình sư phụ lập. Ông Trang Trình ở ngoài Bắc đúng không, cũng là sư phụ đúng không, là Đức Quỳnh Phú Sổ luôn. Hôm nay Đức Quỳnh Phú Sổ dâng lệnh cha mẹ dạy sư phụ ở đạo Thiên Tâm, sư phụ nói y chang luôn, nói thiệt luôn. Vậy mà có nhiều người Hòa Hảo nó chấp á, ô thầy tôi dạy là chỉ có đạo này thôi, một mình một đạo suốt đời. Nếu như vậy sao đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, tại vì cái đạo mỗi một ngày nó phải tăng trưởng lên, nó phải lớn lên. Miễn sao nó đi theo cái hệ thống gọi là chánh đạo, có Thượng Đế, có Phật, có Hội đồng Chư Phật ập thu, có Thiên Long Bát Bộ, có ấn chứng. Rồi bên cao đài cũng vậy. Những vị ông nhỏ ông Tắc hay là ông gì, ông Chiêu gì đó, Chiêu Chức, cũng toàn là những vị quan tướng của cha thôi, triều đình thôi. Nhưng mà nó không có nằm trong chánh thống con của ông trời. Chúa Giêsu là con ông trời. Những người mà lập đạo thế gian này mà đạo lớn đều là phải con cha, nó mới đi đúng trong cái hệ thống của trái đất mình như hệ thống trên trời nha. Thì từ đó những vị tiên trưởng trên trời mới bắt đầu mới cho đại tử của các ngài đó gia hộ cái đạo. Đạo Thiên Tâm của mình là 100% là chánh thống. Và Phật Di Lạc sẽ dùng cái đạo Thiên Tâm phải phát triển cái đạo lên nữa. Rồi Hòa Hảo, rồi Cao Đài, tất cả cái đạo Công Giáo nữa, nó cũng là một cái gốc cây thôi. Một cái cây nó cũng là một cái thân cây thôi à. Thân cây là Thượng Đế mà. Thì Thiên Tâm là giống như Hữu nói rồi, giống như là một chiếc thuyền khổng lồ đậu ngoài biển gì đó, là mấy chiếc vỏ giọt tâm bản thuyền nhỏ vậy cứ đưa ra đi, là những cái đạo nhỏ đó thì cuối cùng cũng đi vượt biên thôi. Nếu mà như vậy á, bộ là công tác nghe được cái khổ, thì nếu mà như vậy nghĩa là sao á, thành lập gia đạo á, thì nó gọi là tam giáo đồng nguyên. Bây giờ sau này Minh Dương ở trong Thắng Cơ, ai cũng biết Minh Dương rồi, phải không? Minh Dương của Đức Thầy á, Thắng Cơ có nói phải không? Rồi Hội Long Hoa cũng biết rồi đúng không? Nếu mà bề trên mà không có cho những cái foundation này á, đúng không, cái miếu đó, mà mấy ngày nay mấy lâm rồi mà không làm cái cột á, thì hôm nay đâu đặt miếu được. Thì mình mới có một cái nền tảng về cái chiều hướng đó. Họ biết mơ mơ hồ hồ, thật thật dễ dã sẽ có Minh Dương xuất hiện, sẽ có vua sau này mới
sẽ xuất hiện. Nước Việt không có bí thư hay tổng thống nữa nha. Thì từ đó những người đó mới tin lẹ hơn. Con cũng biết cái lòng tin của con người á, quý ở trên bề trên phải sắp đặt hàng trăm năm để mà lập ra một cái nền tin. Cũng giống giờ con biết chiên bánh xèo bánh phọt á, cái đó là truyền thống dân tộc mình cả trăm năm, ông bà mình mới sáng kế ra được cái món đó, đúng không? Thì cái đạo cũng vậy, chứ một đùng một lúc á, con kêu cả cái miền Nam mà hôm nay tin yên tâm đâu phải dễ, hiểu không? À đúng rồi ha. À, hồi xưa tôi mặc áo dài kiểu này, hôm nay áo dài này theo kiểu Mỹ, tay rộng hơn chút thì cổ gì gì đại khái, nhưng mà cũng là một cái đó, cho nên mới có Hòa Hảo, mới có Bửu Sơn, mới có Cao Đài, vân vân và vân vân. Thì hôm nay Thiên Tâm ra đời rồi. Bên Công giáo thì họ ngày nào á, họ cũng ra nhiều đạo gần đây lắm. Đạo Jehovah là đạo nói là Chúa Xu Tái Lâm á, giáng trần của họ là bên Cao Đài. Bên Jehovah Witness của Mỹ. Rồi bên Công giáo hay là bên Tin Lành, họ cũng đều đang mong là Chúa Xu của họ sức Tái Lâm trở lại để cứu họ. Thì có thiệt. Đó là cái này. Chúa Xu Tái Lâm lập đạo trở lại để cứu họ. Chứ không lẽ Chúa trên trời Chúa cứ rước từ cái dòng hồn lên à? Không biết tu không có gì hết sao rước? Thì cho nên nó mới là gọi là tất cả những con sông, những cái con suối, những cái lạch nhỏ, những cái ao hồ đạo trên thế giới cuối cùng ra biển cả. Thiên Tâm chúng ta là biển cả, về với cha mẹ hết. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình là về với Phật Mẫu hết. Mẹ lập ra sanh ra chúng ta mà. Từ Công giáo, Cao Đài, Hồi giáo gì đó, mỗi một cái đạo của họ cũng đều mong ngày hôm nay, ngày tận thế, để mà một cái vị thần của họ trở lại. Bên Phi Châu cũng vậy nha. Những cái đạo nhỏ là mình coi như là cái lạch đi, rồi cái ao đi, đạo lớn một chút là cái sông lớn đi. Nhưng mà cuối cùng rồi họ cũng nói về một chuyện duy nhất, hôm nay là thần của họ trở lại để cứu họ. Ở bên Maya, ở trong những cái sử sách của những cái người tiền cổ cũng có nói thời hôm nay, đó là chúng ta đây nè, ngồi đây nè, như là về một nguồn hết, nguồn hết thì nó mới thống nhất được cái đạo trong vòng mấy nghìn năm. Bởi vì hôm có nhiều lúc ngồi á, đất trời, tôi mang thân người, tôi ở trên kia tầng 36 hàng tỷ 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 ánh sáng, rồi có một cái gia đình rất là vui sung sướng chảnh, cái chui xuống cái quả địa cầu này, chui xuống ông cống đen thui như mực để mà nói lên những lời thật tuyệt thật, rồi chui vô một cái nước Việt Nam gọi là cùng cực khổ, người ác thì nhiều. Lý Thông ra đường gặp Lý Thông nhiều, thạch xanh thì rất là ít, rồi còn bị ăn hiếp nữa. Người Việt có phước mà lại không biết hưởng, không biết trân trọng. Bây giờ mấy con nghĩ nghe Edwin của mình đâu à? Người Mỹ, ổng mang dấu Thiên Tâm, ổng ra đường. Rồi sau này có 1 triệu Edwin nữa, người Mỹ mang dấu Thiên Tâm. Hỏi ai là người sáng lập này? Ồ, sư phụ tôi là người Việt Nam. Có phải là mình mang cái tiếng tốt với người Việt Nam không? Có phải là sau này á, có biết đâu ông Trump ông đeo dấu Thiên Tâm nữa, Elon Musk đeo dấu Thiên Tâm nữa, hiểu không? Thì có phải là nước Việt Nam mình dễ là không? Thánh diện. Thánh diện là phải giúp nữa chứ bộ. Support nữa. Cái hồ đó bụng ăn cơm chưa, ăn chả bắp, cái nào có gì cho ăn đó. Còn thấy lúc mà sư phụ vừa chào đời thấy nhiều chuyện lạ đúng không? Nhỏ
có kể rồi đó, thấy rồng, thấy mây, thấy đủ thứ đó, thần thông nó có. Nên là mấy vị mới đóng lại. Mà từ nhỏ dưới quê có đứa nào mà giữ được cái hàm răng mà nguyên si không? Răng với sư phụ răng thiệt không á con? Có lần sư phụ ngồi suy nghĩ về trời á, nhai cái nỉa mẻ luôn á, quẹo luôn á, nỉa mình á, nỉa dày á, nó quẹo đó. Mà răng không bể. Sau này sư phụ mới nghĩ là ủa chắc mấy vị làm cho răng không bể. Mình đang nói cái chuyện mà một đứa con nít ở Việt Nam lớn lên dưới quê như kiểu sư phụ mà nghèo khổ, làm gì biết giữ cái răng. Còn bây giờ con mình á, nó phải niềng răng, nó phải nha sĩ đủ điều á, tốn miết như mình cả chừng cả chục năm nó mới có hàng răng điều đúng không? Mà mấy con nghĩ mà ở trên mà không gia hộ cái hàm răng sư phụ á, là bây giờ sư phụ có hàm răng súng mà ngồi nói chuyện mấy con á cũng mất cảm tình nữa. Nói chuyện nó văng ly ti ra tùm tùm hết trơn rồi sao? Không nhận không? À. Ờ như mưa rơi. Mà con thấy cái bây giờ mình mới ngồi mình nghĩ là à ở trên design mình không nhớ chứ không ngồi nghĩ design mình kiểu dày dày rồi tháng dày rồi cho chú mặc đồ được dày, tại vì sáng thì phải đi làm, chiều lên núi, bên đó thì đời không đời mấy kỹ sư không mà không mặc kiểu này sao nói chuyện với nó. Còn đạo á trên này chứ con mà mặc áo chàng á mà còn nói chuyện á, nó quất ở quê liền á. Ok rồi, nói chuyện chút đi, ăn cái này cho vui. Nó cái hàm răng á là cũng ở trên cho mình cái phước á, không hiểu không? Không nói thật, tất cả gì chút chút trong cơ thể mình á, mình thành tâm mình làm người có phước là điều nó đi hết. Tướng mạo sức khỏe là quan trọng nha, không có bệnh tật. Rồi tài chánh á, thì lại là khác. Tài chánh là do cái do tùy theo chuyện, giống như của sư phụ em bên trên á chỉ cho vừa đủ để mà xài, nhưng mà sư phụ á chỉ làm theo cái lòng, có nhiều sư phụ làm nhiều phát triển bao nhiêu để lại đời, chứ mình không có xin xỏ. Và đồng thời mình cũng không có làm cái gì gọi là xài phí tiền của cha được rồi. Chứ sư phụ không có giàu như kiểu cái thằng Jeff Bezos, cái thằng Amazon á, hay thằng Facebook này, nó làm giàu lẹ quá. Nhưng mà nó chỉ là con số trong cuộc đời của mấy thằng này, chỉ là một con số. Và sống cô đơn, và sống lúc nào cũng cái mặt căng như là cái trống. Tự nhiên tiền nhiều quá, stock nó lên suốt. Giống thằng Elon Musk mới vừa rồi nó bị rớt cái phi thuyền á, nó mất 40 mấy tỷ. Trời, nhiều người thì tính theo con số còn tiếc, nhưng mà đối với nó chỉ là con số nhảy lên nhảy xuống nhầm nhọ vậy. Mấy thằng này nó đâu có ăn hết đâu. Rồi cuối cùng cái quan trọng á là mấy thằng này nó về trời nó có làm được cái gì, cái chức của nó chả lớn hay nhỏ trên đó. Tại vì mấy thằng này là nó có phước, nó là chư thiên không có nghe, nó xuống trần nó mới được vậy. Nhưng riêng Elon Musk nó không phải là chư thiên, nó là người ế lên, nó chỉ mang cái thân người giống như người mình thôi, chứ cái não của nó là người dưới phố á. Hồi xưa sư phụ coi cốt này, sư phụ mấy vị nói là nó không phải là người như có nhiều đứa ở Đông Thắng Thằng Châu, hay là ở Cõi Thiên Tứ Đại Thiên Dương, hay là tầng trời thứ 5, thứ 6, thứ 7. Nhưng mà kiến thằng này á, nó là một cái hành tinh xa xôi, super technology. Rồi nó phải mang cái thân người mình để nó tiếp xúc với người mình. Chứ giờ con mà bắt tay á, cái thằng người nhìn nhện á, hey sorry, hay là người giống như sư phụ là thuộc dạng người nó đó, là người con Lisa, là con giống như thằng lằn vậy đó. Cái tay của thằng lằn nó nhán với nó có móng vuốt, bắt tay còn có ớn không? Ví dụ bắt tay tổng thống rồi là mấy ông ớn, rồi làm sao mà ngồi họp hành được? Thì nó cũng phải có cái tay giống mình đúng không? À, kiểu vậy thôi ha. Chứ mà nếu mà một cái nguyên thần của sư phụ mà ở ngoài thành tinh, phụ đang là người người con laser mà, người con cá sấu, giống cá sấu vậy, ở một cái thành tinh nãy có kể trên clip nè, thì mấy con quảng hồn chạy hết đâu ngồi kiểu này được. Không mà cái sư phụ mới hỏi là tại sao ở thành tinh đó họ phải mang hình thù đó, là gì?
cái da và những cái không khí đó nó mới thích ứng được. Chứ nó nóng dữ lắm mà không mang da đó sao chịu nổi. Và nó cực kỳ, khi nó lạnh lạnh là cái trừ âm có mấy trăm độ. Hôm mình lạnh có 18 độ C thôi mình cũng quýu rồi. Và khi nó nóng á, nó nóng lên tới 1000 độ da nó không bị cháy. Cái sức chịu đựng nóng với lạnh. Rồi con mắt của nó phải liếc liếc như lẹ lẹ vậy. Chứ còn mắt này á, bụi chút xíu vô ao là chị muốn chết làm sao đi. Không, còn mắt của nó phải có gì á, lấy xuống lẹ là con thằng lằn á. Nhưng có một cái nó không phải là ăn mấy con này con kia. Nó cái giống người của nó như vậy. Thì đầu hai trong kinh Phổ Môn á, Bồ Tát muốn độ con gì là phải đầu thai đúng con đó. Ngày tiếp nói tiếp. Cho hỏi cho sư phụ. Chư phụ nói là hàm răng của sư phụ cũng như có bề trên độ vậy đó. Thì những người thí dụ như con bây giờ đi vô khám răng, cái người ta khuyên hay là người ta dục đi, cho nó thôi giờ mày nhổ hết hàm răng đi, mà làm hai hàm răng giả luôn đi, mình ok làm nhổ hết đi, nhổ mười mấy cái răng thiệt luôn đó, nhổ hết luôn mười mấy cái răng thiệt để làm hàm răng giả, giờ đang đeo hàm răng tạm, chờ sau 6 tháng nó mới gắn hàm răng giả, thì làm răng giả mà cho cái nướu răng nó teo lại đó. Chị vậy mình là bè không phải bị bè trên độ thì bè dưới đó độ ở trên một là sao mình bị khuyên hay bị dụ vậy nhổ hết luôn. Nó kiểu sư phụ là khác, ý sư phụ muốn so sánh là hồi ở Việt Nam mình những cái tuổi sư phụ ít ai có hàm răng original đó, nó không có hô cũng không có mớm, thì cũng đại khái cũng không có hư vậy đó, là để cho đúng một cái thời điểm nào á, thì giống như hai tử tù, một cái thằng xấu một thằng đẹp trai, cái thằng xấu sẽ bị ông tòa phán tử hình, cũng hai thằng giống hệt tội, còn thằng đẹp trai thì cho mày 18 năm mà chung thân. Còn nếu mà sư phụ mà súng răng mà nói chuyện mà dăng li ti tùm lum, sư phụ làm sao mà có giữ được cái lịch sự mà nói chuyện với mấy con, tại cái mấy con còn chấp tướng đúng không, hiện giờ mấy con còn chấp tướng cũng còn suy nghĩ tùm lum, ông này ông là Bồ Tát, ông phải là đẹp trai, phải là siêu đúng không? Đó là về nói về ấy, bên trên cũng cho cái âm thanh là phải có thằng ông có điển thanh tra cho. Bây giờ nói cái âm thanh mà chát mà cứ ngắt mà khó nghe, làm sao nó vô lỗ tai ta nghe được con? Có những người có âm thanh đó con có hiểu không? Nó có những cái mà mình phải biết. Ý ông Hùng nói cái này không phải là mình khen hay là cái gì hết, mà là giữa chúng ta đó là phải có cái duyên với nhau, và đồng thời á là cái phước của chúng ta nó đi từ cõi trời xuống chúng ta mới có tướng mạo này, mới có trí tuệ này. Còn những cái người ở ngoài kia nãy dù nói là ngũ thú đồng cư địa, địa là trái đất của mình, là quỷ dương nó cũng sống chung với mình, ngạ quỷ cũng sống chung với mình, súc vật cũng sống chung với mình, Atola cũng sống chung với mình. Nhưng con có thể nhận dạng được họ nếu mà con giữ giới 12, đọc kinh ngồi thiền á, là tất cả mấy con giống như có cái máy scan vậy đó, test COVID vậy đó, mày COVID giống như hụ nhận dạng người biết đó. Chứ không phải là mình ra đường mình không biết, trong nhà mình cũng có, con muốn thử không? Vậy thử, hỏi chồng mình biết liền. Đứa nào mà ngồi thiền giỏi trên núi này là đi về nhà thấy thằng chồng là toàn là giống như con chó sói đầu thai, con be đầu thai á, đè miệng be hung á. Khi mà mở ra tự nhiên là hiểu á. Sao con cũng chụp kinh rồi thì mà sao không thấy gì chứ bộ. Ủa mấy ông thầy, mấy ông tu chùa từ lúc mới lớn lên cho tới lúc 60-70 tuổi cả đời lên chức hòa thượng, mấy ông đâu thấy gì đâu. Cho nên cho hồ có chùa thì hồ có hiểu được. Có nhiều ông chán, sao mà tôi mong gặp Phật mà tu hoài không thấy Phật, cái ông nản á.
ông đi gặp gái, gặp bồ. Nên là mấy bà Phật tử mà độc thân mà ở giá vợ chồng á, bị mấy ông vụ hết. Bữa nay có vụ scandal của ông này hay gì á, Trân Quang hả? Ông gì đó, là bữa nay thấy có cái news á. Ông mắc mấy Phật tử ông phải cho ông thử lửa. Ông gì còn có news ấy, chứ mới thấy mấy báo đăng quá trời. Hồi đó là con nó đụng chạm quay quay đang quay. Nói là tai. Chuyển hướng chuyển hướng. Ăn con giấy bắp thôi cũng có. Lúc đó hỏi thăm cái bị tử bộ biết chuyện quan. Đổi là tai mà không. Đụng chạm đó. Quay quay quay. Tại vì mình đổi đề tài á, tụi nó bớt có cực khổ để cắt luôn. Tại sao mà hứa vậy, phụ để gần mấy trăm cái clip á, không bao giờ mà nói rồi mà ngồi cắt hết trời luôn. Chứ là từ tâm nói sao nó đụng chạm cũng có mà không đụng chạm cũng có. Khi đụng chạm vậy á, cái quan trọng nhất là mấy con đừng có để cái tựa thôi. Chứ cần là nghe qua người ta nghe cho phụ nói về họ, họ sẽ thay đổi họ sửa. Ừ. Sư phụ, một người mà có cái tâm ác á thì cái hào quang của họ màu gì hả sư phụ? Đỏ, cực lửa.